Vâng, xin cảm ơn anh Hạnh Phúc và xin được kính chào quý vị khán giả. Chị Thư Hiền này, ngày hôm nay thì tôi để ý thấy rằng là hơi khác những ngày bình thường mà tôi hay gặp chị ạ, và cả những lần lên sóng trước ạ, là ngày hôm nay chị có một chiếc khăn khá là xinh xắn và điệu đàng ở trên cổ. Dạ vâng ạ, cảm ơn anh Hạnh Phúc đã có lời khen và anh nhận xét cũng rất là tinh ý. Thực ra đây đúng là lần đầu tiên mà tôi quàng khăn lên trên trường quay, và chiếc khăn này của tôi thì nó là hàng xách tay anh ạ. Dạ vâng. Vâng, khoe như vậy một chút thôi, nhưng thực ra quý vị ạ, cũng không tình cờ một chút nào đâu khi mà hôm nay tôi lại quyết định quàng một chiếc khăn ở trên cổ. Và chắc hẳn quý vị cũng đoán được, tôi đang muốn nói đến những chiếc khăn lụa mang thương hiệu Khải Siêu có hai quốc tịch đã gây bão dư luận những ngày qua. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị cùng nhìn lại vụ việc này qua một bản mashup hài hước. Từ lâu em cũng đã nhận ra, với anh em không là duy nhất. Ngày 17 tháng 10, một công ty đặt 60 khăn tay lụa tơ tằm Việt Nam thương hiệu Khải Siêu với giá 644.000 đồng một chiếc. Tuy nhiên, nhân viên công ty phát hiện một chiếc khăn vẫn còn nguyên hai mác. Một là của nước ngoài và một là của Khải Siêu Made in Việt Nam. Ngoài ra, 59 chiếc còn lại thấy rõ việc cắt tem. Khi sự việc được đưa lên mạng xã hội, doanh nhân Hoàng Khải đã im lặng trong nhiều ngày. Người đừng lặng im thêm thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim. Dù yêu thương chẳng còn, anh vẫn xin em nói một lời. Đến chiều 25 tháng 10, doanh nhân Hoàng Khải thừa nhận bán khăn Made in China và cúi đầu xin lỗi trên một trang báo điện tử. Dạ vâng, trước đây thì chính doanh nhân Hoàng Khải đã từng chia sẻ trên Facebook của ông, đó là lòng tử tế luôn là xu hướng thời trang đắt đỏ nhất trong mọi thời đại. Nhưng mà hình như doanh nhân Hoàng Khải đã quên áp dụng điều đó vào những chiếc khăn lụa xa xỉ của mình. Và không chỉ lụa, người tiêu dùng tuần qua còn điêu đứng trước một loạt những mặt hàng thiết yếu bị làm giả như là xăng dầu, chè, mỹ phẩm hay là thuốc chữa ung thư. Có những người muốn thử thách độ bền xe của tôi bằng việc đổ chất dung môi vào bồn chứa xăng dầu bán cho khách hàng. Chủ doanh nghiệp thừa nhận đã pha theo tỷ lệ 50% xăng và 50% chất dung môi bột tạo màu. Còn có những người không muốn tôi xinh đẹp hơn họ bằng việc chào hàng cả chục loại mỹ phẩm làm trắng da không rõ nguồn gốc. Thế là chiêu trò hết mà. Em bảo người mua thua người bán. Mình bán thì mình vẽ ra là khách có biết làm sao được. Thế nhớ dùng những sản phẩm như thế mà bị bệnh thì sao? Thì mong là đừng ung thư, vừa suy kiệt sức khỏe, tinh thần, tài chính mà còn bị bủa vây bằng thuốc giả. Không tin cứ đến bệnh viện ca, thuốc ở đây toàn hàng Cuba nhưng điều chế ở Tân Triều. Có cái loại gì nhỉ? 30CH ạ? 3CH là 2.200.000. Nhưng mà chuẩn không? Chuẩn. Cứ vài lần mua hàng gian hàng giả thì cứ như uống thêm vitamin A nhỉ? Cho sáng mắt ra. Sáng được mắt thì đã lõm ví tiền, mua được cái khăn đẹp, khéo khoe con tằm Việt ăn lá dâu Việt, ai ngờ là tằm nhập. Thôi mà, đấy cũng chỉ là cá biệt thôi, cứ ngồi xuống uống nước chè đã. Cho gì vào đây cô? Bột đau. Bột đau. Đem đi. Con nó tròn cánh, nó nặng cánh. Thử thách càng nhiều, lạc quan càng cao. Vâng, thử thách càng nhiều, lạc quan càng cao. Và dĩ nhiên, một hệ quả ngay trước mắt là hàng dởm càng nhiều thì nhập viện càng tăng. Vậy thì trước thực trạng hàng giả, hàng kém chất lượng tràn lan hiện nay, như bây giờ, thì cá nhân tôi nghĩ rằng rất cần có một nhân vật đặc biệt của tương lai năm 2002 xuất hiện trở lại. Anh từ đâu tới đây thế ạ? Trên kia kìa. Tương lai xuống. Xuống đây từ năm 2002. Tôi xuống đây với một thông điệp là đón quý vị lên trên đó. Quay lại lịch sử của loài người thì tôi thấy ở thời của các bạn có nhiều nhân tài quá. Cho nên đúng, tôi được cử xuống đây đón các nhân tài nên đó nói chuyện. Xin lỗi các anh là ở dưới này, khi mà các anh đi nói chuyện, đi hội thảo ấy thì cái mức thù lao người ta sẽ trả cho các anh là bao nhiêu ạ? Tôi cấm anh không được xúc phạm chúng tôi nhé. Ờ kìa. Nhá. Chúng tôi là những nhà khoa học, những người nổi tiếng, những người danh giá của xã hội. Anh đừng có mà mang tiền ra đây mà nói chuyện với chúng tôi nhé. Này, nhưng mà không có tiền thì không làm được cái gì cho đời đâu. Đúng, ý của chúng tôi là bàn bạc với nhau và chúng tôi đã đưa ra một cái mức thù lao trước cho các anh. Mỗi một người là 1 triệu đô la.
thì đến tương lai đến 2004 ấy, khoan đã, các anh buồn cười nhỉ? Lần trước tôi xuống đây đón cũng chính vì cãi nhau tranh nhau đi mà chém hết lượt đấy. Chém ai? Chém người. Tại sao lại chém? Các anh phải nghe này, lên tương lai phải đi qua một cửa, cửa đó có máy kiểm tra. Máy kiểm tra phát hiện thấy giả, thấy dởm, chém luôn. Có lẽ tôi phải trở về nghề cũ của tôi thôi, chứ tôi không làm tiến sĩ dởm nữa đâu. Như thế nó nhục nhã mà xấu hổ lắm. Tôi cũng vậy, tôi cũng sẽ không đi lấy tác phẩm của người khác dạy cho người khác nữa. May đấy, ở thời đại này anh em mình được người ta lượng thứ cho đấy. Chứ ở tương lai là chém chết. Vâng ạ, không biết quý vị có suy nghĩ như thế nào, nhưng mà cá nhân tôi thì ấn tượng nhất ở với cái câu nói cuối cùng, đó là ở thời này thì người ta dễ dàng lượng thứ đấy ạ. Và nhìn hai anh nghệ sĩ cũng như là tiến sĩ dởm vừa rồi thì tôi lại chợt nhớ đến hai câu kiểu của Nguyễn Du: tình cờ chẳng hẹn mà nên, mạt cưa mướp đắng, đôi bên một phường. Chả là một anh chàng thì giao bán cám nhưng mà lại lấy mạt cưa để đem bán, còn một người khác thì bán dưa chuột nhưng mà trong quang gánh thì lại toàn là mướp đắng. Ai dè đâu của thiên trả địa, kẻ bán mạt cưa lại phải đổi lấy những quả mướp đắng. Đồ thật đội lốt đồ giả, lợi thì có lợi nhưng không thể bền được. Và chúng ta có thể tự hỏi vì lẽ gì mà nhiều người lại bất chấp cả danh dự, tính mạng của cộng đồng để làm ra những sản phẩm kém chất lượng đến vậy. Câu trả lời dễ thấy nhất có lẽ là vì lợi nhuận. Nhưng tiền nhiều liệu có thể mua được hạnh phúc và sự thảnh thơi trong tâm hồn hay không? Bí quyết để sống hạnh phúc có lẽ không nằm ở những con số mà nằm trên một tờ giấy. Năm 1922, Einstein đến Nhật Bản để thuyết trình. Khi đó, tên tuổi của ông đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Ông nghỉ ở khách sạn Imperial tại Tokyo. Một người đưa thư đến chuyển cho ông một tin nhắn. Vì một lý do nào đó mà Einstein sau đó không thể gửi tiền boa cho anh đưa thư. Nhà vật lý cũng không muốn để anh này ra về tay trắng. Ông quyết định viết một lời nhắn bằng tiếng Đức lên hai tờ giấy rồi trao cho người này. Và đây là những gì được viết lên tờ giấy thứ nhất. Một cuộc sống yên bình và khiêm nhường mang lại nhiều niềm vui hơn là theo đuổi sự thành công nhưng luôn thường trực lo âu. Trên tờ giấy trắng thứ hai, Einstein viết: sẽ luôn có cách, miễn là có ý chí. Khi trao hai tờ giấy cho người đưa tin, nhà vật lý nói: nếu anh may mắn, hai ghi chú này sẽ có giá trị hơn là một khoản tiền boa thông thường. Và quả thật, đúng như dự đoán của ông, gần 100 năm sau, hai tờ giấy được con cháu của người đưa thư bán đấu giá với số tiền lên tới kỷ lục 1,3 triệu đô la Mỹ. Tuy vậy, giá trị tinh thần mà chúng mang lại là không thể đếm được. Einstein là một nhân cách lớn của mọi thế hệ. Ông không chỉ quan tâm tới khoa học mà mọi thứ khác. Về cơ bản thì không có đứa trẻ nào trên thế giới không biết Albert Einstein là ai. Vì thế, những câu nói đến từ trái tim của ông, đặc biệt là về bí quyết hạnh phúc như thế này, có tác động to lớn đối với tất cả mọi người. Kép hai bức thư lại là một, chúng ta có được hạnh phúc. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là những người mà làm hàng dởm, hàng kém chất lượng và ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng thì họ mới chỉ áp dụng được có một vế thôi, là sẽ luôn có cách, chỉ cần có ý chí, đúng không ạ? Họ luôn luôn coi lợi nhuận, tìm cách để có được cái lợi nhuận cao nhất. Tuy nhiên cái đó mới chỉ là một phần. Nếu như có được hạnh phúc thì cần phải có một cuộc sống yên bình hơn, đúng không ạ? Vâng, đúng rồi ạ, bởi vì là như Einstein đã vừa mới nói và chúng ta cũng đã nghe thấy rất rõ, đó là một cuộc sống bình yên thì sẽ tốt hơn rất nhiều so với cả một cuộc sống luôn phải đeo đuổi và thường trực những âu lo. Và chúng tôi cũng rất hy vọng rằng là cuộc sống của những người dân sau khi mà những cái phóng sự của Trung tâm Tin tức VTV24 sản xuất và phát ra thì sẽ có nhiều người phải dừng lại những cái hành vi bất chính, kiếm lợi bất chính trên sức khỏe và tính mạng của người tiêu dùng như vậy, để cho tất cả chúng ta luôn luôn được sống trong một xã hội có thể bình yên và không còn những âu lo. Xin cảm ơn biên tập viên Thư Hiền với phần điểm tuần khá là hài hước hôm nay. Vâng, cảm ơn Hạnh Phúc.